Trưa mùng 3 tháng 6, cổng thông tin của Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin, sau khi một số người đi bộ theo ông Tú gặp vấn đề về sức khỏe, cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi về việc nhà nước tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền địa phương tạo điều kiện để ông được đi bộ, hành trì theo ý nguyện, song cần đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Tú sau khi nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Theo lịch trình đi bộ từ Bắc vào Nam, chiều mùng 2 tháng 6, ông Thích Minh Tuệ và đoàn người đã tới đường Tránh Huế, đoạn qua phường Hương Hồ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi đi bộ được gần 20 km, đoàn người dừng chân nghỉ ngơi tại một nghĩa trang. Cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế đã hướng dẫn ô tô lưu thông qua quốc lộ 1, không vào đường Tránh Huế để đảm bảo an toàn cho người dân. Sáng nay, hàng trăm người mang theo nước uống, thức ăn lên đường Tránh thành phố Huế, đoạn qua xã Hương Thọ, Hương Hồ để chờ đảnh lễ ông Thích Minh Tuệ và đoàn đi theo. Tuy nhiên, không thấy ông Thích Minh Tuệ, nhiều người đã rời đi, một số tìm quán cà phê ven đường tiếp tục chờ. Ông Thích Minh Tuệ, 43 tuổi, trú tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, từ năm 2017 đến năm 2023, ông đã 3 lần đi bộ khất thực từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông diễn ra thuận lợi, không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024, lần thứ tư ông Tú đi bộ từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và hiện đi theo chiều ngược trở lại, đã đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong hành trình ông trở về, nhiều người đã đi theo. Ngày 30 tháng 5, một người đàn ông đi theo bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Ngày 2 tháng 6, thêm 2 phụ nữ bị sốc nhiệt, đuối sức, đã được cấp cứu. Trước đó ngày 16 tháng 5, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công văn gửi đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh, thành phố nêu ông Tú không phải là tu sĩ Phật giáo. Về phía mình, ông Tú cho biết từ lâu nay chưa từng nhận là tu sĩ, bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Ông muốn bộ hành trọn đời, mục đích chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Theo ông Tú, những người đi theo ông không phải đệ tử của ông, nhưng nếu ai muốn đi thì cũng không cản. Nếu mọi người đi theo để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng, giữ yên lặng, trật tự thì tốt. Còn tập trung chen nhau xô đẩy để ghi hình, phát trực tiếp, la ó lộn xộn thì không nên.